Dạ là sáng sáng 7 giờ ngày 18 tháng 1 là em bị tai nạn, là do đâm lưng cái máy kéo râm dài á, là nó quăng tóc má tóc em, là dẫn đến là bị lột da đầu. Ở bên đây thì từ cái nửa tay của em, còn bên đây thì nằm ở mé sau tay. Cái anh nằm chung với em á là anh đang gỡ chỉ cái máy, xong rồi là em đi rửa mặt vô cái mẹ mở quạt lên, xong cái ảnh nói chuyện mà em không nghe được. Thế em nói lại, em hỏi, em khum cái đầu vô, em nghiêng qua gì nè, em hỏi anh nói gì. Thì em cũng lơ là quá, em mới hỏi nói gì, vừa hết câu thôi là máy cuốn em vô rồi. Nó quăng em qua rồi bé làm chung á, nó mới tắt máy. Tắt máy rồi em trên cái máy em rớt xuống. Cái em đi lại trước. Em đi lại trước em điện thoại cho chồng em, chồng em chạy xuống. Rồi mới đem mới chở ra y tế. Ra y tế rồi mới y tế chuyển ra bệnh viện huyện, rồi bệnh viện huyện đưa em ra xuyên á để cầm máu, xong rồi chuyển thẳng xuống Chợ Rẫy luôn. Dạ là lúc em bị là em vẫn còn tỉnh tới lúc em xuống đây luôn, xuống tới bệnh viện Chợ Rẫy luôn. Nó kiểu như hoảng quá, không có đau, sợ mà ráng, tại còn có con nhỏ nữa. Ban đầu thì chồng em cũng lo lắm, tại vì thấy vậy là lo. Con em thì không có biết, tại vì giấu con em không biết. Dạ, ở nhà với cậu với gì lo, ngày nào cũng khóc á, hình như ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm hết. Thì em thấy sức khỏe hiện tại của em là rất là tốt, tốt hơn so với lúc em xuống đây. Nhưng mà thấy mỗi ngày vậy, mỗi ngày mà sáng dậy thấy mình khỏe là thấy rất là mừng, rất là vui, thấy có tiến triển tốt. Mình tính ra là em may mắn hơn so với là nhiều người, nên em thấy vui lắm. Cũng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, nhờ có bác sĩ là em mới được vậy, chứ không em cũng không biết em sao nữa.